Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video của Bán Linh Kiện. Như các bạn cũng biết thì hôm nay là ngày Black Friday, một trong những ngày sale lớn cuối cùng trong năm nay. Bạn đã săn được món hàng nào chưa? Nếu chưa thì món hàng trong video ngày hôm nay cũng rất đáng để bạn săn đấy. Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ làm một chiếc nguồn đa năng cực kỳ nhỏ gọn từ combo chiếc nguồn đa năng 1-19V 3A với giá chỉ từ 89.000 đồng. Và combo này có những gì, chế nguồn đa năng như thế nào thì mình và các bạn sẽ cùng đến với cái intro ngay bây giờ nào. Trước mắt các bạn đây là bộ combo chế nguồn đa năng 1-19V 3A có LED có giá 139.000 đồng. Còn đây là bộ combo chế nguồn đa năng 1-19V 3A không LED có giá chỉ 89.000 đồng mà thôi. Mức giá này chỉ áp dụng trong ngày hôm nay 27 tháng 11 Big Sale Black Friday. Và các bạn hãy chú ý, đây chỉ là hai sản phẩm trong hơn 100 sản phẩm đang được giảm giá tại gian hàng Shopee của Bán Linh Kiện. Các bạn hãy nhanh tay nhấn vào link dưới phần mô tả của video để chọn mua cho mình những món hàng với giá hời nhé. Quay trở lại với video, mình sẽ review trước tới các bạn combo chứa nguồn đa năng 1-19V 3A với giá 139.000 đồng. Combo này bao gồm hai sản phẩm, đó là một chiếc nguồn Netgear có điện áp đầu ra là 19V và dòng đầu ra là 3.16A, đáp ứng được các thiết bị điện sử dụng dòng không lớn, hoạt động ở mức 1.5-2.5A rất tuyệt vời. Cảm nhận đầu tiên khi mình cầm chiếc nguồn này trên tay đó là thấy nó khá chất lượng, vỏ nhựa nhám cứng. Mặc dù giá khá rẻ nhưng chất lượng cấu tạo thì không hề rẻ tiền chút nào. Phần thông số của chiếc nguồn này được in rất rõ ràng chi tiết. Điện áp đầu vào sử dụng điện 220V AC cắm trực tiếp vào ổ điện một cách dễ dàng. Đầu ra của chiếc nguồn này là 19V 3.16A, tương đương với công suất 60W. Nên đây sẽ là chiếc nguồn lý tưởng cho chiếc laptop của bạn, vì các laptop hiện nay hầu như đều dùng 19V. Nhân vật tiếp theo trong combo chính là một notebook DC-DC 3A LM2596 có LED. Module này giúp các bạn có thể hạ điện áp của chiếc nguồn 19V xuống một mức điện áp mong muốn để các bạn có thể làm một chiếc nguồn đa năng cực kỳ dễ dàng. Một notebook này nhìn bên ngoài các bạn sẽ thấy nó khá là nổi bật với phần PCB màu đỏ khác với các loại notebook khác, cho thấy đây là một chiếc MacBook chất lượng. Ở đây các bạn có thể thấy nó có một chiếc chiếc áp nhỏ để điều chỉnh điện áp đầu ra. Phía trên chúng ta sẽ có một màn hình LED 3 số để hiển thị giá trị điện áp. Đặc biệt, nó có thể hiển thị điện áp đầu vào hoặc đầu ra một cách dễ dàng mà ít chiếc MacBook nào có thể làm được. Về thông số kỹ thuật, một notebook này sử dụng điện áp đầu vào từ 2-28V, điện áp đầu ra từ 1.3-25V, có diode bảo vệ đầu vào, dòng tiêu thụ tối đa là 3A, hoạt động ổn định liên tục ở 1.5-2A. Với kích thước khá là nhỏ gọn, 62x26x14mm, chính vì vậy mà các bạn có thể dễ dàng chế cháo với chiếc MacBook này. Ngoài ra, nếu bạn cần một combo giá rẻ hơn thì tiếp theo chính là combo chế nguồn đa năng 1-19V 3A không LED. Combo vẫn bao gồm một chiếc nguồn 19V nhưng MacBook sẽ được thay thế bằng chiếc mạch nguồn hạ áp XL2596S 3A trên tay mình đây. Chiếc mạch này có một điểm bị rút gọn đi, đó chính là không có màn hình LED để hiển thị điện áp đầu vào cũng như điện áp đầu ra. Vì vậy, khi sử dụng chúng ta cần dùng thêm một chiếc đồng hồ đa năng để biết chính xác điện áp đầu ra. Combo này phù hợp với các bạn cần điều chỉnh một nguồn đầu ra cố định. Và điểm mạnh chính là giá của bộ combo này. Bộ combo này chỉ có giá 89.000 đồng mà thôi. Vậy là mình đã giới thiệu tới các bạn hai bộ combo hot nhất ngày hôm nay. Tiếp theo, mình sẽ làm một chiếc nguồn đa năng từ bộ combo chế nguồn đa năng 1-19V 3A này nhé. Đầu tiên, không thể thiếu đó là bộ combo chế nguồn đa năng 1-19V 3A có LED. Tiếp đến là một hộp nhựa để bảo vệ notebook của chúng ta và để cho nó thẩm mỹ hơn. Các bạn có thể tận dụng hộp nhựa nào đó cũng được, kiểu dạng hộp nhựa này có sẵn rất nhiều. Tiếp theo là jack DC cái 5.5x2.1 để cắm lấy nguồn của chúng ta một cách dễ dàng. Cuối cùng là một chiếc công tắc bập bênh để ngắt điện khi không sử dụng. Đây là toàn bộ nguyên liệu chúng ta cần để chế một bộ nguồn đa năng. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ gia công một số chỗ trên hộp nhựa để cho vừa với MacBook của chúng ta. Mình sẽ đánh dấu các điểm cần khoan cắt trên hộp nhựa như mặt màn hình LED hiển thị, vị trí nút nhấn, vị trí chiết áp, vị trí của jack DC nguồn vào. Tiếp theo là vị trí của công tắc bập bênh. Chiếc công tắc này có kích thước 0.8x1.4cm nên mình sẽ sử dụng thước vẽ cho chính xác. Và cuối cùng là đầu ra của jack DC. Bây giờ mình sẽ khoan cắt từng điểm một. Vậy là sau vài phút miệt mài thì mình đã khoan xong các vị trí vừa đánh dấu. Bây giờ mình và các bạn sẽ hàn dưa nối vào chiếc jack DC này. Vậy là mình đã hàn xong rồi, rất đơn giản.
Tiếp theo, quay trở lại với chiếc MacBook của chúng ta. Do chiếc chiết áp trên mạch có phần núm vặn quá nhỏ và bé, nên mình đã có hàn thêm một trục đồng to hơn, nối dài ra để tiện cho việc chúng ta điều chỉnh chiết áp, thay đổi giá trị một cách chính xác nhất. Ở phần trên này, dưới màn hình LED, các bạn có thể thấy hai điểm hàn điện áp đầu vào có ký hiệu là in cộng và in trừ. Các bạn chú ý hàn đúng dây âm dương với jack DC. Ngoài ra, ở cạnh hông này, chúng ta còn có thêm một nút nhấn để thay đổi thông tin điện áp đầu vào và điện áp đầu ra trên màn hình LED. Vì vậy, mình sẽ câu thêm một nút nhấn ra bên ngoài vỏ hộp để dễ dàng thay đổi thông tin hiển thị. Mình sẽ tháo phần nút nhấn này ra trước. Vậy là mình đã tháo được phần nút nhấn ra rồi. Bây giờ mình sẽ hàn dây vào phần nút nhấn để nối với nút nhấn ngoài vỏ hộp. Xong, vậy là mình đã có hai dây để nối với nút nhấn ngoài vỏ hộp rồi. Bây giờ mình sẽ cố định mạch vào phần vỏ hộp và cố định chúng lại bằng keo nến. Tiếp theo là gắn jack DC vào phần vỏ hộp. Rồi đến nút nhấn, mình sử dụng nút nhấn 4 chân bé này để thay thế cho nút nhấn trên mạch và mình cũng sẽ cố định nó lại bằng keo nến. Tiếp theo là công tắc bập bênh, cũng cố định nó lại bằng keo nến. Vậy là đã gần xong rồi, bây giờ mình sẽ hàn nối các dây còn lại với MacBook. Đầu tiên là hàn dây nguồn từ jack DC qua công tắc rồi đến mạch. Tiếp theo là hàn nối nút nhấn, các bạn hãy hàn theo sơ đồ trên màn hình nhé. Tiếp theo mình sẽ hàn nối nốt phần dây jack DC đầu ra. Ở đây mình đang tận dụng sẵn một jack DC 5.5 × 2.1. Bây giờ mình sẽ luồn chiếc dây jack DC này vào phần vỏ. Sau đó hàn vào hai vị trí trên mạch, bên trong sẽ là dương và bên ngoài sẽ là âm. Sau khi hàn xong thì mình đã được một thiết bị hạ điện áp như thế này, cực kỳ nhỏ gọn và tiện lợi. Bây giờ mình sẽ đóng phần nắp hộp lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được bộ nguồn đa năng, có thể điều chỉnh điện áp từ 1 đến 19V rồi. Giờ mình sẽ test để các bạn thấy được nó hoạt động như thế nào nhé. Mình sẽ cắm chiếc nguồn 19V này vào ổ điện. Tiếp theo là cắm phần jack DC của nguồn 19V này vào với nguồn đa năng mình vừa chế. Mình sẽ tắt đèn đi để các bạn thấy rõ số hơn. Các bạn có thể thấy điện áp đầu ra hiện tại đang là 1.7V. Ở đây mình đã có chế sẵn một dây kẹp cá sấu để lấy nguồn từ jack DC đầu ra. Với đầu jack DC này thì các bạn cũng có thể cắm được hầu hết các thiết bị hiện tại rồi. Bây giờ mình sẽ cắm đầu kẹp cá sấu này để đo điện áp cho các bạn xem nhé. Mình sẽ sử dụng chiếc đồng hồ đa năng L0015 này để các bạn thấy được điện áp đầu ra có chính xác không. Các bạn có thể thấy điện áp trên hai đồng hồ tương đương nhau. Xoay chiếc áp rất là mượt, các bạn có thể thay đổi giá trị lên tới 0.01V. Giờ mình sẽ vặn một số điện áp khác nhau nhé. 10.7V, 14V, rất nhạy. Và điện áp tối đa chúng ta có được là 18.5V từ chiếc adapter 19V đi kèm. Để biết được điện áp đầu vào là bao nhiêu thì các bạn chỉ cần nhấn nút nhấn trên này. Màn hình LED sẽ hiển thị điện áp đầu vào là 19.1V. Như vậy, chiếc nguồn Netgear này cho chúng ta điện áp 19.1V rất chuẩn. Ấn nút nhấn một lần nữa thì màn hình LED sẽ hiển thị điện áp đầu vào và điện áp đầu ra sau mỗi 3 giây. Các bạn sẽ thấy 19.1V là điện áp đầu vào và 18.5V là điện áp đầu ra. Bình thường khi các bạn cấp nguồn lại thì đồng hồ sẽ mặc định hiển thị điện áp đầu ra để tránh nhầm lẫn khi các bạn sử dụng. Bây giờ mình sẽ test với một số thiết bị nhé. Ở đây mình đang có một giải bóng LED 12V. Mình sẽ sử dụng bộ nguồn này để cấp nguồn cũng như thay đổi độ sáng cho LED. Các bạn có thể thấy LED có thể thay đổi độ sáng rất tiện lợi. Tiếp theo mình sẽ cấp nguồn cho bộ 48 LED nháy theo nhạc. Mình chỉ cần tháo đầu kẹp cá sấu ra để cắm jack DC vào và vặn điện áp xuống 5V. Các bạn thấy rất là tiện phải không? Một chiếc nguồn đa năng có thể sử dụng được nhiều điện áp khác nhau, giúp các bạn tối ưu chi phí, không phải mua nhiều nguồn cấp cho từng thiết bị một. Chỉ cần một chiếc nguồn, các bạn đã có thể cấp cho rất nhiều thiết bị khác nhau rồi. Vậy là vừa rồi, mình và các bạn chỉ mất vài phút để chế một chiếc nguồn đa năng vô cùng linh hoạt với bộ combo chế nguồn đa năng 1-19V 3A, cực kỳ tiện lợi và tiết kiệm. Đây sẽ là giải pháp cho các bạn sử dụng nhiều thiết bị khác nhau, đơn giản dễ dàng mà không tốn kém quá nhiều chi phí cho nhiều nguồn có điện áp khác nhau. Các bạn thấy bộ nguồn đa năng mình vừa chế như thế nào? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên truy cập ngay link Shopee của bán linh kiện ngay bên dưới video này để xem những sản phẩm đang được giảm giá cực kỳ hấp dẫn nhé.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Để mua hàng trực tiếp tại miền Bắc, Bán Linh Kiện hiện có 3 cơ sở. Cơ sở 1, số 84 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ sở 2, số 86, ngõ 132 Nguyên Xá, Từ Liêm, Hà Nội. Cơ sở 3, số 25, Đặng Thị Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội. Ở miền Nam, các bạn đến với Bán Linh Kiện cơ sở 4, số 71 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy gia công bạch điện tử SNT Minh Hà, địa chỉ khu công nghiệp Phú Hưng, xã Trừng Chắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Mọi thông tin liên hệ vui lòng gọi tới hotline 1900 0344 để được hỗ trợ tư vấn mua hàng.